Nếu chúng ta thật sự nhận biết điều này, sau đây quý vị lại nghĩ, trong kinh giáo Đức Phật đã dạy chúng ta, tướng do tâm sanh, cảnh chuyển theo tâm. Chúng ta nghe hai câu ấy, trong tâm cảm thấy dễ chịu. Thân thể của chúng ta là tướng, tướng mạo bên ngoài là tướng, ngũ tạng lục phủ bên trong cũng là tướng. Nếu tâm ta là chánh, nếu tâm ta thanh tịnh bình đẳng giác, thân thể sẽ vĩnh viễn chẳng ngã bệnh. Tuổi tác mỗi năm một lớn hơn nhưng chẳng già yếu. Tướng do tâm sanh, tâm ta chẳng già. Ý niệm chẳng già, người làm sao có thể già cho được? Già bằng cách nào? Hàng ngày nghĩ tới già. Ta đã già rồi, già khăn rồi. Người ấy sẽ thật sự già. Người già nghĩ tới bệnh tật, cho nên bệnh gì cũng có. Hễ bệnh bèn nghĩ đến cái chết, làm sao bất tử cho được? Sanh từ tâm tưởng mà. Quý vị có thể thật sự hoàn toàn gạt sạch những tư tưởng tiêu cực, sẽ tương ứng với tự tánh. Cảnh chuyển theo tâm. Cảnh là hoàn cảnh cư trụ của chúng ta. Chúng ta ở trong cõi này, mỗi ngày học tập đạo thánh hiền, hàng ngày học Phật pháp, đó là vô thượng thẩm thân vi diệu pháp. Nơi ấy sẽ chẳng có tai nạn, mà cũng chẳng có hạn hán, lũ lụt động đất bão đất. Cảnh chuyển theo tâm mà. Nếu 1% dân cư Cát Long Ba, tức là trong 100 người mà có một người ý niệm thuần chánh, bảo đảm nơi ý chẳng có tai nạn. Chừng 1% người như vậy là được rồi. Đạo lý gì thế? Cổ nhân Trung Quốc nói, ta chẳng thắng chánh. 99 người tạo tội nghiệp, một người là chánh tri, chánh kiến, chánh tâm, chánh hành, bạn có thể gia hộ họ. Trong kinh Đức Phật đã nói như thế. Hiện thời các nhà lượng tử lực học cũng đã chứng tỏ. Vì thế hiện thời đối với giáo pháp Đại Thừa, đối với kinh Vô Lượng Thọ, đối với các bộ Đại Kinh như Quan Nghiêm, tính tâm của chúng ta trọn đủ 10 phần, chẳng có chút hoài nghi nào. Chúng ta y giáo phụng hành, lẽ nào chẳng thành tựu?